Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Thì ngày hôm nay mình hứa cho mọi người xem loại một clip cực kỳ đặc biệt. Làm gì bữa nay anh kêu tụi em mặc đồ đẹp chứ hả? Nghĩ thử coi bây giờ mặc đồ đẹp thì quay clip gì? Chính xác. Mà đi chơi đi ở đâu anh? Anh cũng đâu biết đâu. Cho nên sáng sớm mới tập trung mấy đứa lại, lấy điện thoại ra lướt comment. Coi các bạn có góp ý cho mình cái địa điểm nào du lịch hay không? Có chưa? Đang kiếm này mặc vô cái bình luận của clip lẫn nhất á. Ê có rồi nè anh, dẫn team ra Hà Nội chơi đi anh Vinh. Thôi chị hai, đi mấy cái nữa tốn kém vậy lắm. Cái comment này được nè. Mùa hè rảnh rỗi, anh Vinh dắt team Tony đi qua Dubai chơi. Mày bị gì không? Từ đêm mà ra Hà Nội là tốn biết bao nhiêu tiền rồi. Vậy mà mày đòi đi Dubai. Còn không mười mấy nội tạng của anh Vinh luôn đi. Lấy tiền đó rồi đi chơi. Mày làm theo cái bình luận của mình nè, nó mới rẻ. Sao anh? Hôm nào anh dẫn team nhỏ đi ra biển chơi. Trời ơi, đi biển là em phải đi vào mấy cái tháng đầu năm, biển lặng, biển đẹp. Mình đi ra biển chơi nó mới vui. Còn thời gian là bắt đầu mùa bão, rồi mưa nó tới, rồi biển nó động. Ra ngoài biển nguy hiểm, mà có gì đâu chơi. Kiếm tiếp đi. Thử thách ăn thịt cọp. Thử thách 24 giờ ở với khủng long. Mày đọc gì vậy? Thời này làm gì còn khủng long? Khứa nào bình luận ngáo gì vậy? Mẹ. À, ngáo con hả? Này chắc fan của ngáo TV nè. Dì trời, đâu đưa coi coi. Anh coi đi. Ôi, phải rồi nè. Đây là cái fan chân chính của anh luôn á. Mỗi khi mà anh ra clip á, nó đều vô comment khen đẹp trai hết trơn á. Ủa, mà sao mày biết vậy? Nhìn cái cách đóng góp ý tưởng thôi là biết fan của anh rồi. Anh Vinh ơi, nãy giờ anh đọc bình luận á, cũng rút ra được một cái ý tưởng này nè. Mấy bạn muốn team mình á, đi du lịch trải nghiệm những cái khu du lịch ở miền Tây á anh. Nói chung là ngày hôm nay á, em muốn ở nhà nữa, muốn đi chơi xa, đúng không? Đúng rồi. Bình luận nữa, khỏi cần lướt bình luận. Giờ muốn đi chơi hỏi anh Chí là đúng bài. Đi chơi là đi chơi làm sao? Cái đó người ta gọi là đi làm. Tao đi ở nhiều nơi, nhiều tỉnh, đi kiếm tiền về cho mẹ tao đó, mày hiểu không? Nói chung là mày là một người con có hiếu. Thì chốt lại là mày đi ở tỉnh này tỉnh kia mày làm việc đó, mày có những cái cuộc nhậu với khách hàng. Nhậu là nhậu sao? Cái đó người ta gọi là giao lưu với đối tác, đi ký những cái hợp đồng béo bở đó, mày hiểu không? Chốt lại là mày có mối quan hệ rộng với khách hàng nhiều tỉnh khác nhau, thì bây giờ mày có thể cho tao biết cái chỗ nào mà có khu du lịch mà hay nhất. Trời ơi, mày hỏi tao là đúng rồi. Để tao kể cho mày nghe. Hôm bữa tao vừa mới đi chứ. Hôm bữa tao vừa mới đi làm, đi ký một hợp đồng béo bở với đối tác ở một cái khu du lịch rất là nổi tiếng. Bao vui luôn. Cái chỗ đó tên gì vậy? Nói nhỏ quá không có nghe, nói lớn lớn luôn. Cái chỗ này mình chưa có quay clip nè mấy đứa. Đi. Mày cứ vậy hoài, bận trăm công nghìn việc á thì ở nhà đi, còn cái chuyện dắt tụi nhỏ đi chơi á để cho tao lo. Cái đó gọi là sở trường của tao, phải không? Tao xây mấy đứa nhỏ giống như là con kiến ở trong lòng bàn tay của tao vậy đó. Đứa nào mà ngoan á thì tao thả cho đi chơi, còn đứa nào mà lì á thì tao bóp lòng cái là chết chứ. Mới có một năm trời à, mà mấy đứa này nó bự dữ vậy sao? Đợi gì chứ? Anh đây. Thôi vậy mà nó không ham chơi trời. Chào các bạn, hôm nay mình đã có mặt tại một khu du lịch tại Vĩnh Long và dắt team tôi đi chơi nữa rồi nè. Nghe anh Vinh nói đây nhiều trò chơi lắm bạn ơi. Mà mình mới tới chỗ này lần đầu tiên à. Đâu biết gì đâu, để bữa nay vô chơi thử. Thôi quan, chưa gì hết, thấy quá trời người luôn rồi kìa. Vô 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 đi. Một trăm bốn mươi chín ngàn cầm cam cho anh coi. Đi rồi. Được đi. Gồm là 10 trời. Dạ. Thêm một bộ đồ bà ba. Ok. Rồi em gửi tiền luôn cho em 11 vé nha. Rồi đưa tay cho chị đeo vé luôn. Này mình đi thay đồ bà ba ra rồi mình đã chơi nghe coi. Dạ. Chỉ trừ bóng nước cỡ, chỉ trời cỡ và điểu là mình thua điên thôi. Mọi người đang đeo tay vô nha.
Bây giờ thì tụi mình sẽ vô thay đồ nha các bạn. Kiếm chỗ thay đồ nha các bạn. Đây, xong rồi ra chiến. Chơi hết mình luôn. Thì trên tay mỗi người đều sẽ có một cái vòng. Mà cái khu vực mà để thay đồ bà ba các bạn. Ra chơi những cái trò chơi ở trong đây nha. Đó. Đi anh em à. Đó, giờ là mấy anh em mình chụp hình với fan nha các bạn. Đây, đó mấy bé này nè. Chị Thảo, vô chị Thảo ơi. Vô hết nè. Em nào cũng coi hết trơn nha, cả nhà cũng coi nha. Không chú yên tim mình chụp với các bạn. Coi đó. Vô rồi, nhìn cao nha. Con nữa. Cả nhà mình thương liệu nha, 9 năm qua liệu vẫn là một nén hoa rồng muộn đồng. Thương liệu. Dễ thương vỗ tay. Liệu xin gửi tặng đồng mình một phần quà thay cho lời cảm ơn vẫn như thường lệ, đó là nụ hôn đầu giờ của Liệu sẽ được trao à. Tao thích đi nhưng tao không hề giọng nói đó, có lẽ ngại, có lẽ nhiều, không có lý do gì. Chết tôi rồi. Liệu cứ chia sẻ hoài à, cứ ai đứng gần Liệu hoặc là Liệu hôn là vài hôm sau lại trúng số đầu 100.000 đồng, hoặc là sẽ mua vài lượng vàng liền. Mày đưa có từng đi câu cá sấu lòng nào chưa vậy? Chưa. Bữa nay anh sẽ dắt mày đưa đi câu cá sấu. Gì ghê anh chơi? Đúng rồi. Em gì trộn chơi mà anh dắt tụi em chơi trò mạo hiểm vậy? Em nói trước nè, thịt cá lóc, cá cha, cá điêu hồng em còn ăn. Đi con cá sấu này lẹo vàng đó. Mấy thằng con trai này sao dắt gan là nhà quê với trời. Ừ. Cái gì không biết thì mình ăn cho biết. Ừ. Kỹ mới quê á, người ta mở ra khu du lịch cho mình. Vô đây mình câu cá sấu này để giải trí, tôi chơi thôi. Chứ câu ăn biết nhiêu đủ. Con cá sấu bên đây nè anh Trí. Bên đây nè. Hả? À, bên đó nè chị ơi. Bên đâu? Bên đây nè. Đi theo anh. Đó, mình sẽ tới cái chỗ câu cá sấu nha các bạn. Đây là cái khu vực câu cá sấu đây. Cá sấu vậy thôi chứ hồi đó giờ mình chưa gặp cá sấu ngoài đời luôn mấy bạn. Rồi mấy đứa xếp hàng. Xếp hàng mỗi đứa một cây nha. Rồi đi lại rồi. Đó. Chưa gì chơi một cái sấu nó hả hồng kìa. Nó chờ mồi sẵn. Trời ơi nó hả hồng chờ mồi kìa. Đi câu cá sấu làm như câu cá hồng tông á mày giật. Em đâu có biết đâu. Trời ơi bây giờ là chờ rồi ok. Mình câu mình nhử nó nghe bé heo chứ cưng thả xuống là nó táp liền đó. Rồi mình sẽ cho nó ăn nè bạn đó. Đó nè bạn. Vũ Anh đang vũ nữa kìa. Ôi ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tại thấy nhiều mò quá nó qua đó. Ờ đúng rồi chỉ đánh nhau. Để để chứng miệng nó, để chứng miệng nó nhau. Ơi 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 ơi. Sao dễ ăn con bò của mình nè các bạn. Anh làm nhanh đi tới em mới coi. Thôi chết rồi. Khi mình câu cá, đừng có chồm quá cái lan can này nha. Chồm quá cái lan can này sẽ nguy hiểm đó. Mặc dù người ta đã có bảo vệ rồi, nhưng mà mình cũng phải có ý thức nha. Ở trước mặt của mấy đứa ở đây là một cái khu rất là nhiều trò chơi. Vậy mấy đứa muốn chơi trò nào? Đi cầu khỉ đi anh. Mấy trò khó khó vậy nè, chơi nó mới hấp dẫn. Đi cầu khỉ hả? Đúng rồi anh. Ê mấy đứa làm sao? Chơi thì chơi hả? Chơi gì? Chơi đi anh ơi. Ok anh ơi. Mình chơi trò chơi là phải có phần thưởng chứ. Vậy nó mới kịch tính được. Mấy đứa có thấy cái cây cầu khỉ này không? Thấy ạ. Ai mà đi qua được qua tới bên kia thì sẽ được thưởng 100 ngàn nha. Ở đây anh có bao nhiêu tiền nè? Hả? Cho em khỏi xuống nước chơi được không? Tại mấy nay em bệnh không xuống nước được. Em thấy bên kia người ta cho cá bú bình kìa. Hay là mấy chị em mình qua bển đi. Đúng rồi đó anh chị, cho nhóm gái tụi em qua bển đi. Ok. Vậy ở đây mấy đứa làm chơi, mấy đứa con gái bên kia chơi nha. Anh nghe gì chứ đi à? Có rất là nhiều tiền. Mấy đứa nào muốn lấy thì theo anh nha. Anh sẽ đi làm mẫu trước. Rồi ok. Mấy đứa có anh đi nè. Coi chừng té nha. Con Chí đi nè. Dễ mà. Trời ơi. Rồi ra tới đó là không có dịnh được nha. Bắt đầu nha. Ghê chưa ghê chưa. Rồi. Tên nhau vô anh. Nhau anh nhau. Dạ
Ngáo. Hay quá Ngáo ơi. Ê, anh Ngáo đang đi các bạn ơi. Cố lên Ngáo, Ngáo ơi. Chí đi gần tới rồi. Kéo anh Ngáo ơi. Cố lên. Cố lên Ngáo ơi. Kéo lên. Cố lên Ngáo. Kéo lên Ngáo ơi. Quay quá. Cố lên Ngáo ơi. Cố lên. 100 ngàn đâu có dễ lấy đâu các bạn. Chạy luôn cậu ơi. Quang 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 rung 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 rung. Rung rung nhẹ thôi, rung nhẹ thôi. Rung nhẹ thôi. Hay quá cậu ơi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Rồi. Người tiếp theo là Ngọc. Được thưởng 100 ngàn nha các bạn. Hay quá. Cảm ơn. Đã nói mà đừng có rung mà. Đừng có rung. Đó, người ta để thức ăn với nước vô cái bình sữa nè các bạn. 14 nè. Quá. Ơi, 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 qua trò mới chơi mấy đứa ơi. Là khen cổ rồi. Trời anh trời à, em anh hỏi em xíu nha. À, trong team anh á, à, em thích ai nhất? Fan hâm mộ cứng nhất luôn. Em thấy anh Ngọc nhất. Anh Ngọc phải không? Rồi anh Ngọc ơi, lại ôm em đó kìa rồi. Đủ hết đồ. Không sao, tụi con chơi được hết. Đúng rồi. Rồi, chạy với con cho bóng hồng đi. Mấy đứa con gái làm gì chứ kìa? Làm gì chứ rồi? Đúng rồi. Ê mấy đứa. Dạ. Nãy giờ mấy đứa chơi trò gì vậy? Dạ chơi trò là cho cá bú bệnh với lại là bong bóng nước. Ôi đảo quá vợ. Chị em chơi bóng chung với. Hả? À, chơi bóng. Mày nghĩ sao vậy? Đàn ông mà đi chơi bóng. Ừ, dẹp đi mày ơi. Bây giờ qua bển chơi cầu lắc nè. Đúng rồi, đi chơi cầu lắc đi. Làm gì? Lần này anh khỏi cần đưa tiền thưởng không? Ừ. Đội nào thôi, chung cho đội thắng 500 ngàn là được. Mà đưa ơi. Chơi không? Ok, chia đội luôn. Vậy bây giờ anh sẽ chia đội ha. Do là chị Thảo bị cảm nên còn 10 người, mình sẽ chia 5 năm. Ai qua được của anh? Đội chưa? Đội chưa? Anh sẽ chơi cái chiêu hy sinh. Bài tới ôm mấy đứa. Đúng rồi anh. Ở cho nó té xuống rồi mấy đứa dồn tới tấn công. Ok. Ai la la lên. Đội này quá mạnh rồi các bạn ơi. Có Thanh, Ngọc, Ngáo rồi. Ba đứa con trai luôn. Đi đâu thôi? Ê, đừng có chậm, đừng có chậm. Vậy là chết chậm đó. Té hết rồi đó. Từ từ. Đừng có chậm. Tấn công này, bây giờ anh sẽ tấn công nha. Rồi rồi, xong rồi rồi. Ủa, sao đội mình? Cố lên, cố lên. Hay quá. Mạnh lên mọi người. Hay quá mọi người. Hay quá. Hay quá mọi người. Hay quá mọi người. Hay quá mọi người. Đây, lên. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên nha. Rồi, rồi, hai đứa nha. Cầm máy quay quay chơi đi. Chơi. Đúng rồi. Cố lên. Cố lên.
Không ai thắng ai thua. Nhưng mà vui là chính nha. Vui không? Rồi đi lên thôi. Lên. Hồi nãy uống nước luôn. Uống nước sình luôn các bạn. Trò tiếp theo của chúng ta chơi đó chính là đập vịt dưới hồ. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây có rất là nhiều con vịt luôn. Trời ơi, mình đi đủ mạnh các bạn. Trời ơi, tôi kỹ năng rồi các bạn. Nhớ nha, không biết bơi phải bằng áo bao vô nha. Dạ ok anh ơi. Xuống vịt. Chọn vịt đi. Mình con này luôn đi anh ơi. Con này luôn đúng không? Em con này luôn anh ơi. Đây. Đó, bây giờ mình với Vũ Thành sẽ xuống luôn. Ừ. Trời ơi. Cái gì dính quá. Từ từ, từ từ mày. Rồi anh cầm cao đi. Rồi rồi rồi. Từ từ. Cái gì mà nó trong trên như vậy? Lên ngồi, lên ngồi, lên ngồi. Rồi rồi, dễ ra, dễ ra. Anh thấy là cái thuyền này dễ đạp nhất luôn á anh Hoàng. Đó tới là mình quẹo trái, còn lùi là quẹo phải nha bạn. Trời ơi, rất là dễ luôn. Nhưng mà đạp cái này cũng hơi mệt đó nha. Chứ cái của em khó đạp quá. Anh tới đây. Bài ơi! Chú! 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 Lôi! Ê! Sao kìa? Nó tông mình kìa các bạn. Ê! Tao làm chân quá bạn ơi. Đi! Nãy giờ mới được đến cuốn mạnh. Cái nãy giờ anh ngáo nhưng anh đạp chưa giữ vô bị sức gì sên các bạn. Hai ông báo của tìm đó. Không khí kiểu này đi chơi chắc là vui dữ lắm rồi nè. Chỗ đó có nhiều trò không mấy đứa? Tiếc lắm anh ơi, tụi em chơi có mấy trò à. Vừa vô mưa hết nguyên buổi sáng luôn. Trời mưa vậy rồi chơi được nhiêu nữa đâu trời. Thì tụi em chơi câu cá sấu à anh. Nhóm con trai còn thử thách đi cầu khỉ nữa anh. Còn nhóm con gái tụi em là cho cá búp bình với là bong bóng nước. Bong bóng nước là cái trò gì? Thì người ta có một cái bong bóng bự nè, mình chui trong đó, thổi cho nó căng lên, thả xuống nước cho cái bong bóng nổi á. Đúng rồi đó anh, cái bong bóng nó bự chà bá lưỡi nè, chứa được 2-3 người luôn á. Mấy đứa may mắn á, mấy cái mà đi chơi chỗ này chỗ kia có anh Chí nó dẫn đoàn là hay lắm, mặc dù nó hơi trẻ trâu một chút xíu. Mày nói gì? Nhưng mà nó tổ chức trò chơi cực kỳ sôi động luôn nha các bạn. Tới đến còn dành chơi tụi em nữa chứ đó tổ chức. Mày nói gì hả? Đâu kia hả? Ai là người bỏ ra 400 ngàn để tổ chức trò chơi? Mày luôn cứ tới 100 ngàn. Rồi bây giờ mày về đây mày phản rồi hả? Hả? Chuột gút. Trời ơi, mày vô dụng chứ vậy? Hết chưa? Hết rồi anh. Hết chưa? Mẹ đó. Mà nhìn chung là ngày hôm nay chơi vui không? Vậy ơi. Vui là được rồi, mấy đứa ấn tượng với trò nào nhất? Em thích cái trò con cá sấu anh. Cảm giác hồi hộp mà đã lắm kìa. Mấy con cá sấu đó mập dữ lắm luôn. Em thấy đi vô chổng á hả, người ta cho nó ăn quá chừng luôn. Kiểu như nó anh, em cũng mua cục thịt quấn vô dây câu rồi thả xuống. Vậy mà nó ăn gì nè? Nó ăn kiểu gì nhỉ? Kiểu như là miễn cưỡng dữ lắm luôn các bạn. Cảm giác khó chịu gì lâu luôn á anh Vinh. Thôi thông cảm cho nó đi em ơi. Vui là được rồi, em xinh xíu quá. Thôi vậy. Thôi giờ đứng đây làm gì nữa? Thôi về đi. Nhảy lên, nhảy lên. Gì? Cái gì vậy? Tiền. Tiền gì? 1 triệu sao tiền vé với 400 ngàn tổ chức cho tụi nhỏ chơi đó anh chị. Là 2 triệu đúng không? Ừ. Tiền ghê. 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ nè mày. Cho xin thêm tờ nữa cả. Sao mày lấy tao tới 2 triệu rưỡi chứ ạ? Bộ mày không tính công cán của tao hả? Tao la, tao hét, tao quản lý rồi tao cho tụi nhỏ chơi tùm lum hết trơn. Hiểu chưa? Anh em tốt. Tao thấy mày lấy thêm tiền nên là tao biết mày anh em tốt rồi đó. Trời ơi, lần sau có đi chơi rồi. Kêu tao nha. Rồi biết nói gì với khán giả không kìa. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn đăng ký, nhấn like và nhấn thêm cái chuông thông báo nha các bạn. Chính xác. Bye bye. Một dạng đó. Rồi. Cầm đi. Từ từ để tao vịn tay cho. Rồi vịn chắc vô. Mạnh vô anh ơi. Càng vô được mà. Tao lỡ trợn tay xíu. Sẵn tiện mẹ dưới rồi, gom mấy bọc ni lông lại luôn đi. Bọc dạng thằng kia kìa. Thôi dính đi tao lên. Mày nói thiệt nha anh, mày về mày làm ơn làm phước 18 giùm tao cái nha. Quá trời thúi rồi. Cũng tại mày chứ ai.
kia mà dịnh tao cũng xíu à, chị không nổi buông luôn.